Hôm nay Quân lại vừa về thêm được một chiếc xe Camry 2.0. Ở đây là phiên bản nhập Thái Lan anh chị nhá, chưa có cửa sổ trời. Đây là phiên bản 2.0, chưa có cửa sổ trời này. Mà được cái là chủ xe rất là cưng chiếc xe này và lên khá là nhiều option như là cái mâm này anh chị. Chủ xe đã lên mâm mâm lớn hơn 1 inch và mâm của 2.5Q thì rất là đẹp anh chị nhá. Anh chị nhìn về nước sơn của chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Chủ xe giữ rất là kỹ, 2021 nhập Thái mà đi có 39.000 cây thôi anh chị. Ghế chỉnh điện nha, ghế chỉnh điện hàng ghế trước. Anh chị nhìn này, 39.000 km thôi, có 2 chế độ lái nha. Anh chị nhìn này, có thắng tay điện tử, auto hold, hộp số tự động, DVD, camera lùi và có trần bằng ni lông rồi anh chị, trần ni lông nha. Tiêu hao nhiên liệu của xe thì 6 tới 10 lít tùy theo cung đường. Đây anh chị nhìn nội thất này. Nhìn nội thất rất là đẹp luôn ha. Rất là đẹp luôn, xe ghế tất cả mọi thứ còn độ mới của chiếc xe này còn rất là đẹp. 39.000 cây thì khá là đẹp. Anh chị nhìn mâm vỏ này rất là đẹp luôn, chủ xe độ lên phiên bản mâm 2.5Q. Nhìn cơ bản ở phía sau thì chúng ta cũng không thể biết được là đây là form 2.5 hay là 2.0 anh chị nhá. Vì chủ xe đã lên độ thêm một cái mâm, không phải độ mâm mà gọi là lên thêm một cái mâm, cái ống xả nữa chị, độ thêm một cái ống xả này cho giống với cái 2.5Q và dán thêm cái chữ 2.5Q. Thì cơ bản chúng ta nhìn thì không biết được, ở phía sau thì không biết được. Tuy nhiên thì để ý kỹ thì trên không có cửa sổ trời anh chị thì mới phân biệt được anh chị nha. Đây. Xe không tai nạn, không ngập nước, không thủy tích, bên Quân đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Mùa này thì anh chị mua xe thì cũng rất là giá rất là tốt anh chị nhé. Có ghế chỉnh điện này, anh chị nhìn này, táp ly mọi thứ còn rất là mới luôn anh chị. Có 39.000 km thì cơ bản là chạy ít anh chị nhé. Phiên bản 2.0 này chỉ đủ xài nhé. So với phiên bản 2.5 thì sẽ mạnh mẽ hơn, thể thao hơn. Còn lấy chỉ số vô lăng thì chiếc xe này thì chưa có anh chị. Đó anh chị nhìn này, Quân sẽ mở cái động cơ xem mà chất xe còn đẹp không anh chị nhé. Đây là động cơ của chiếc xe Camry 2.0G 2021 nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan. Xe bên Quân đã kiểm tra và test rất là kỹ và tỉ mỉ trước khi mua về bán cho người dùng. Đó anh chị nhìn này, ốc ốc cabo này, ốc phuộc này mới tinh luôn, máy móc thì không tai nạn, không ngập nước, không thủy tích nha. Những điều cơ bản này anh chị nhìn, ốc chân máy này còn mới tinh, sơn phết nhà máy và những cái keo này, những cái lớp keo mặt máy các thứ còn nguyên bản hết anh chị. Anh chị mua cứ yên tâm xài này. Bên Quân thì có thu cũ đổi mới và hỗ trợ trả góp ngân hàng, bao rút hồ sơ gốc cho khách hàng. Anh chị mà quan tâm con xe Camry 2.0 này với giá 870 triệu thì tới ngay Hiệp Bình, 18 Hiệp Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để coi xe. Rồi, con cảm ơn tất cả anh chị đã coi hết video.